Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình á, thì các bạn hãy nhớ nhấn cái nút subscribe màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể theo dõi những cái video của mình trong thời gian sắp tới. Thì mình xin tự giới thiệu với các bạn đó, mình tên là An, mình để ở Mỹ được 8 năm rồi, và cái tiểu bang mà mình ở là tiểu bang Cali. Thì hôm nay đó mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề á, là đối với một người du học sinh Việt Nam khi mà qua Mỹ đó, mỗi năm á, các bạn cần phải tốn những cái tiền chi phí sinh hoạt hoặc cái tiền học khoảng bao nhiêu tiền cho một tháng. Thì cái số mà mình đưa ra cho các bạn đó là dựa vào những cái mà mình đã giống như là những cái ở thành phố San Jose mà mình sinh sống. Còn nếu mà các bạn ở những cái thành phố khác thì cái tiền này nó có thể chênh lệch từ 200 tới 300. Thì các bạn tùy vô cái thành phố mà các bạn tới đó, các bạn có thể giống như là gia giảm 200 đến 300 để biết được là mỗi tháng mình phải chuẩn bị cái chi phí bao nhiêu để trang trải cho cái tiền sinh hoạt phí cũng như là tiền học của mình ở Việt Nam. Thì ở đây mình đã lên một cái list để cho các bạn thấy những cái mà mình đã liệt kê ra, mình không biết các bạn có thấy được không nha. Thì ở đây á, nó có cái tiền đầu tiên á, đó chính là tiền rent. Thì tiền rent á, ở khu mình ở á, bây giờ một nếu mà các bạn share một phòng trong nhà của người ta á, thì nó cũng phải tốn là từ 500 tới lại 600 đô cho một phòng. Thì ở đây mình tính cái trung bình đó là mình tính cho các bạn nó là 550 cho một tháng nha. Rồi cái phương tiện đi lại á, nếu mà các bạn đi xe bus á, thì các bạn có thể mua vé tháng. Thì vé tháng của xe bus á, nó lúc mà mình đi á, là khoảng 100 đô cho một tháng. Mà bây giờ mình đi cũng phải 5-6 năm trước rồi, mình không biết bây giờ nó có lên không. Thì mình vẫn ghi ở đây là 120. Còn nếu mà các bạn có xe á, thì cái chi phí đi lại của các bạn á, nó sẽ cao hơn một chút xíu. Là các bạn một nhưng mà cái này cũng tùy thuộc vô là trường các bạn học gần hay là ở xa, rồi các bạn có đi nhiều không. Thì thường á, tiền xăng á, chung mình một tháng á, giống mình đổ là mình đổ 100 đồng tiền xăng. Và ngoài tiền xăng ra á, thì cái tiền mà các bạn còn phải trả nữa là tiền bảo hiểm xe. Thì bảo hiểm xe á, khi các bạn mới bắt đầu lái xe cũng như các bạn mới có bằng lái thì bảo hiểm xe nó rất là mắc. Nhưng mà mình tính ở đây là trung bình là 100 đô cho bảo hiểm xe một tháng. Cái tiếp theo nữa là food, là đồ ăn. Thì cái tiền đồ ăn này á, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào là cái thành phố chỗ bạn ở, cái mức sinh hoạt phí ở đó là như thế nào, và tùy thuộc vô là các bạn có ăn ngoài nhiều không hay là bạn mua đồ về nhà tự nấu ăn. Nếu mà các bạn mua đồ về nhà tự nấu ăn đó, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với lại việc các bạn đi ra ngoài ăn ở bên ngoài. Thì mình tính đó là giống như là ở đây mình tính đó là cái tiền đồ ăn đó, là 160, là mình tính là một tuần các bạn chi trả giống như là 40 đô cho cái tiền đồ ăn. Có thể ăn ngoài, có thể ăn nhà, nhưng một tuần là 40 đô. Thì một tháng các bạn phải tốn 160 đồng cho tiền ăn. Ngoài ra là tiền phone. Tiền phone á, thì nó sẽ là 45 đồng một tháng, là để có đầy đủ chức năng là nghe, gọi, rồi có internet. Rồi tiền internet á, tại sao mình ghi ở đây là 0 đồng? Tại vì thường á, các bạn lại các bạn share phòng trong nhà của người ta á, thì người ta sẽ bao cho các bạn luôn là điện, nước, giặt sấy, nên cái tiền đó nó sẽ luôn vô trong tiền phòng. Bởi vậy khi cái tiền internet đó là mình ghi là 0 đồng. Ngoài ra là các bạn còn phải tốn giống như là tiền đi shopping. Thì cái tiền đi shopping này nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều người. Rồi phụ thuộc là bạn là nam hay nữ, bạn có thích mua sắm không. Nếu mà bạn có sở thích mua sắm á, thì cái số tiền này nó sẽ dội lên rất là nhiều. Rồi bạn xài hàng hiệu hay là bạn chỉ cần xài hàng thường thôi. Thì mình cứ tính là trung bình một tháng á, một người ở đây tốn khoảng 150 cho tiền đi shopping. Ngoài ra cái tiền còn lại á, là những cái tiền chi phí lặt vặt giống như là tiền dầu gội đầu, tiền dầu xả, tiền màng chảnh răng, sữa tắm, rồi giấy, napkin. Nói chung là tất cả mọi cái chi phí lặt vặt á, thì mình tính là khoảng cho là khoảng 25 đồng một tuần. Thì một tháng nó sẽ là 100 đô. Thì khi mà mình cộng hết tất cả các chi phí này lại á, thì một tháng á, trung bình một du học sinh ở Mỹ đó cần phải xài là 1.125 đồng cho một tháng. Thì giống như mình nói ở đầu video đó, cái số này nó chỉ là số trung bình thôi. Mình lấy ra từ những cái sinh hoạt phí của bản thân mình là ở Cali. Còn ví dụ như bạn ở những cái thành phố khác giống như là New York, San Fran, thì cái chi phí sinh hoạt đó nó sẽ mắc hơn. Thì nó sẽ chênh lệch từ 200 tới 300. Hoặc là bạn ở những cái tiểu bang như là ít người
thì cái tiền phòng này nó sẽ giảm xuống, thì các bạn có thể giảm xuống 200-300 từ cái số tiền này. Cái số tiền đầu tiên mình đưa cho các bạn chỉ là tiền sinh hoạt cho một du học sinh ở Mỹ thôi. Còn khi các bạn tới Mỹ học, các bạn còn phải tốn tiền trường. Thì tiền trường nó bao gồm là tiền sách. Thì tiền sách nó tùy vô cái môn mà các bạn học, rồi tùy vô cái ngành các bạn học, thì giá sách nó có thể mắc hoặc là rẻ, tùy vô cái ngành các bạn học, cái nơi các bạn học và cái trường. Thì mình cứ tính trung bình một năm là một cái người du học sinh phải tốn giống như là $1,000 cho tiền sách, thì suy ra là một tháng các bạn phải trả là 83 đồng cho tiền sách. Tiền tiền học thì nó cũng tùy thuộc vô là bạn học college hay là bạn học university. Còn cái này là mình tính là lúc mà mình học college là mình học 3 mùa, mỗi mùa mình đóng khoảng 3,000 mấy, thì tính ra là một năm là tiền học của mình ở college là 10,000. Thì với số tiền 10,000 này đó, mỗi tháng mình phải trả, giống như chia ra thì mỗi tháng là mình trả 833 đồng. Ngoài ra khi các bạn qua đây các bạn học nó bắt buộc tất cả những cái du học sinh qua đây học là đều phải mua bảo hiểm sức khỏe ở bên đây. Mặc dù các bạn có thể không xài, các bạn có thể xài, nhưng mà bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm sức khỏe ở bên đây. Thì bảo hiểm sức khỏe mình đóng là một năm mình đóng khoảng 1,000, 1,001, thì tính ra mỗi tháng các bạn đóng 92 đồng. Thì cộng lại tất cả là mỗi tháng cái tiền mà các bạn phải trang trải giống như đóng cho trường nó sẽ rơi vào khoảng 1,017 đồng. Thì đây là những cái số mà cái tiền mà mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị. Giống như là mình muốn đưa cho các bạn có những cái idea để trước khi các bạn qua đây du học, các bạn có thể giống như là định hình được đó là mỗi tháng mình cần phải có bao nhiêu tiền để trang trải cho những cái chi phí học tập và sinh hoạt của bản thân các bạn ở đây. Thì đây là cái số tiền giống như là các bạn phải tốn là khoảng 1,001 cho tiền chi phí sinh hoạt, ăn ở, đi lại, và cũng khoảng 1,000 cho cái tiền học. Thì tính ra là mỗi tháng gia đình các bạn phải chuẩn bị cho các bạn cỡ khoảng giống như là 2,200 để cho các bạn qua đây du học. Thì cái số tiền 2,200 này nó tính ra là một cái số tiền cũng khá là lớn so với các bạn ở Việt Nam. Nhưng mà so với lại cái những cái mà các bạn có được khi các bạn qua đây du học thì cái số tiền này nó sẽ giống như là rất là ít hơn so với những cái mà các bạn sẽ đạt được khi mà các bạn qua Mỹ. Đó chính là khi các bạn qua Mỹ, các bạn có thể có những cái kiến thức cho bản thân các bạn để giống như là phát triển, và các bạn sẽ thành công hơn khi mà các bạn ở Mỹ so với các bạn ở Việt Nam. Và nếu mà các bạn qua đây các bạn học, các bạn thành công, các bạn học giỏi, các bạn ở lại đây để đi làm, hoặc là các bạn về Việt Nam, các bạn có thể làm cho cái công ty nước ngoài, thì cái số tiền mà các bạn kiếm được đó sau khi các bạn học tập ở Mỹ nó còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với cái số tiền mà các bạn muốn bỏ ra, so với cái số tiền mà các bạn phải bỏ ra. Nhưng mà trước khi các bạn đi du học mình cũng muốn khuyên các bạn là nên chuẩn bị một cái tài chính cho nó vững vàng một chút xíu, để giống như là các bạn qua đây các bạn không bị quá nhiều áp lực và có thể giống như là tập trung hơn trong cái công việc học tập của các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha.